些留白，也许有些人去猜，旧人就是那个更值得偏爱。泛黄的昨日年代，褪色的时光尘埃，千重万重又落入谁的心怀。我有些许深情的独白。姑娘不该，姑娘不该，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你没事吧？你怎么了？姑娘，姑娘，姑娘，你怎么了？姑娘，姑娘，姑娘，我没事。姑娘，姑娘，姑娘，我好得很。乔四美，乔四美，你是乔四美？cậu là Kiều Tứ Mỹ。咱们是叔叔。chúng ta là bạn cấp hai đó. cậu còn nhớ mình không?Mình là Thích Thành Cương. Thích Thành Cương. Cậu là Thích Thành Cương à? Là mình đây. Lúc nãy mình thấy có hơi giống cậu, nhưng xa quá mình không dám nhận. Cậu cao vậy rồi à? Mình còn nhớ hồi đi học cậu vừa gầy vừa lùn. Vậy năm tốt nghiệp cấp 2 mới bắt đầu cao lên nhanh lắm. Cậu làm lính nào? Bao lâu rồi? Hơn 2 năm rồi. Đóng quân ở đâu thế?cậu đừng nói. Tây Bắc có đúng không? Cậu xem cậu đen chưa kìa. Ở Tây Tạng. Cậu ở biên cương của Tổ quốc hả? Còn cách biên giới một khoảng, nhưng mực nước biển cao nên mới bị đen. Vậy lần này cậu trở về là... Lần đầu tiên mình về thăm nhà, sức khỏe của mẹ mình không ổn. Lát nữa là mình phải đi rồi.Tứ Mỹ. Tứ Mỹ. Mình đang vội, mình đi trước nha. Có cơ hội thì gặp lại sau. Cậu vội như vậy làm gì chứ? Xe lửa cũng đâu chạy mất đâu. Đừng đợi cơ hội lần sau nữa, cứ lần này đi. Cậu cho mình địa chỉ của đơn vị cậu. Mình viết thư cho cậu, chúng ta giữ liên lạc. Được.Nhưng ghi thế nào đi? Hay là để lần sau đi. Mình thực sự phải đi rồi. Điện thoại. Điện thoại của đơn vị chắc cậu có chứ. Cậu nói đi, mình sẽ học thuộc. 6820349 6820349. Em về rồi sao? 6820349 6820349sáu tám hai không ba bốn chín sáu tám hai sáu tám hai một chị đi làm ca đêm đây đừng nói chuyện nữa hai sáu sáu hai một sáu tám hai một sáu tám chín bốn sáu tám hai sáu ba sáu tám sáu tám sáu tám sáu tám chín bốn sáu tám ngốc chết đi được trời ơi ngốc chết đi được hai chín không tám chín bốn hai sáu ba bốn chín